Chương một. Địa Lao, Vương Tử, Tù Phạm Cùng Khoa Học Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com U ám trong địa lao, ẩm ướt mà băng lãnh, trong không khí tràn ngập hư thối mùi thối cùng nhân loại thể vị, nghe đi lên làm cho người buồn nôn. Địa lao mọc đầy rêu xanh cùng có sĩ rêu trên vách tường, cách mỗi vài mét liền cắm một cây tưới dầu bó đuốc. Bó đuốc, đôm đốp đôm đốp, thiêu đốt lên, bởi vì không khí khuyết thiếu lưu thông, dưỡng khí hàm lượng quá thấp, đang tản phát ra bởi vì không hoàn toàn thiêu đốt mà sinh ra hắc khí, đem lần lượt từng bóng người chiếu ở trên mặt đất, nhìn qua vặn vẹo mà sợ hãi. Tí tách, địa lao đỉnh chấp ngưng kết giọt nước không ngừng rơi xuống, nhỏ tại một tên địa lao trong coi trên đầu binh sĩ, một chút xíu ướt nhẹp tóc, ướt nhẹp gương mặt, cuối cùng chảy đến cổ, vô cùng băng lãnh. Nhưng đứng trong coi binh sĩ lại là một cử động nhỏ cũng không dám, toàn thân cơ bắp căng cứng thành một khối, giống như một căn long kỵ binh tiêu thương cắm ở trên mặt đất. Cực lực duy trì lấy vững vàng hô hấp, ánh mắt dư quan lại là không tự chủ được trôi hướng địa lao lối vào chỗ. Lối vào, một thiếu niên, một thiếu niên 15-16 tuổi, người mặc có chút quá đơn giản trang phục quý tộc, chính mặt không thay đổi đi tới. Sau lưng thiếu niên, địa lao trong coi đội trưởng khúng núng bồi tiếp, cười rạng rỡ, ánh mắt là tâm thần bất định bất an, sợ hãi vô cùng không khỏi trong coi đội trưởng không sợ thiếu niên là quốc vương tiểu nhi tử là trừ đại vương tử bên ngoài đời sau quốc vương đệ nhị thuận vị người thừa kế chỉ cần đối phương có một chút không cao hứng hắn lúc nào cũng có thể đầu một nơi thân một nẻo nghĩ tới đây trong coi đội trưởng chính là nội tâm kéo căng càng chặt hơn biểu tình trên mặt đều có chút cứng ngắc richard lại không có quá nhiều để ý trong coi đội trưởng chính là thần thái đi vào trước mắt cái này cùng loại với thời trung cổ thế giới đã trải qua 15 năm, vượt xa bình thường tâm lý có thể cho hắn làm đến hoàn toàn thích ứng thân phận, cũng biết làm như thế nào mới có thể càng hiệu suất hoàn thành mục tiêu của mình, tiếp theo giải khai bản thân một cái chung cực nghi hoặc. Cộc cộc cộc, duy chắc một bên dẫm lên mặt đất hướng về trong địa lao đi đến, vừa hướng trong coi đội trưởng lên tiếng nói. Trước đó ta để ngươi dẫn đội bắt vu sư, hoặc là cùng pháp thuật, không bình thường siêu hiện tượng tự nhiên có liên quan người cho ta nghiên cứu, ngươi đã trải qua tuần tự thi hành hai lần, không có một lần thành công, đều là bắt một đám tướng mạo xấu xí nông phu đến gấp đủ số. Mà bây giờ, là lần thứ ba, ngươi xác định ngươi thực sự bắt được. Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn. Vương tử điện hạ, lần này lần này, trông coi trên đầu đội trưởng trong nháy mắt đổ mồ hôi, hầu kết run rẩy mấy lần, cứng trắng thanh âm từ trong cổ họng truyền ra, lần này lần này ta nhất định cam đoan là bắt được thực sự. Những lời ấy một chút, lần này ngươi bắt thứ gì? Richard nói. Đúng, vương tử điện hạ. Trong coi đội trưởng hít sâu một hơi, trả lời lên tiếng, lần này tổng cộng là bắt bốn cái, một cái bạch kiểm ma, một cái bán thân nhân, một cái vam thi, còn có một cái cộc cộc cộc. Nửa ngày, Richard đứng ở địa lao chỗ sau một chỗ nhà tù trước, hít mắt nhìn lấy trong phòng giam một thân ảnh. Đối phương trên mặt màu da hiện ra một loại không bình thường tuyết trắng, không có bất kỳ cái gì huyết sắc, lộ ra dị thường khủng bố. Đang ngồi ở phòng giam trên mặt đất, ánh mắt thấp thỏm lo âu nhìn tới. Trong coi đội trưởng thanh âm vang lên, e sợ cho Richard nhìn không ra nói. "Vương tử điện hạ, đây chính là bắt được Bạch Kiểm Ma, ngươi xem." Richard chỉ là liếc qua, cất bước liền đi hướng về phía trước. Trong coi đội trưởng sững sờ, không biết truy chát vì cái gì không có hứng thú chút nào, nhưng vẫn là rụt cổ lại, theo sau. Rất nhanh, truy chát lần thứ hai dừng lại, bên cạnh một cái trong phòng giam, một cái có chút quái dị thân ảnh, chính cuộn mình trong góc. Đối phương trên mặt tràn đầy nếp nhăn, nhìn qua 50 tuổi không ngừng, nhưng thân cao lại không đủ một mét, giống như một hài đồng, để người xem ra không khỏi sinh ra cảm giác quỷ dị. Trong coi đội trưởng giải thích, Vương tử điện hạ, đây là bán thân nhân, nói còn chưa dứt lời, Richard lắc đầu, cất bước lại hướng đi phía trước, sau đó dừng lại. Nơi thứ ba trong phòng giam là một cái quái vật vậy nhân loại, bề ngoài tái nhợt, mặt, cổ, mu bàn tay mấy người phơi bày ở ngoài làn da tràn đầy chấm đỏ, có nhiều chỗ thậm chí đã trải qua hư thối rơi. Miệng có chút mở ra, có thể nhìn thấy hàm răng của đối phương giống như lớn lên lạ thường, hiện ra yêu dị huyết hồng sắc, làm cho người nhìn không rét mà run vương vương tử điện hạ. Trong coi đội trưởng chỉ chỉ cái này nơi thứ ba phòng giam người, rõ ràng có chút khẩn trương, lên tiếng nói, đây là vampi, ngươi một chút phải cẩn thận một chút, không nên bị hắn tổn thương tới. a à. Richard lên tiếng, ngữ khí có chút lạnh. Vương tử điện hạ, ngươi, Richard lên tiếng nói. Một cái chứng bạch tạng người, một người lùng còn có một cái porphyria người bệnh, chính là người bắt được bạch kiểm ma, bản thân nhân cùng vampi. Cái này, ngươi đến cùng có hay không sinh vật tri thức? Tốt à, ta quên rồi, thời Trung Cổ căn bản không có sinh vật tri thức có thể nói, nhưng cái này căn bản không là lý do. Ngươi dùng đầu óc nghĩ một hồi cũng nên rõ ràng, nếu như bọn hắn thật là bạch kiểm ma, bản thân nhân cùng vampy, ngươi có thể thoải mái như vậy chập tới. Ách, cái này khỏi cần phải nói, liền nói vampy, ngươi nhìn thấy hắn giống trong truyền thuyết hóa thân con dơi rồi. Lại hoặc là biết bay. Trong coi đội trưởng thân thể run rẩy, sau một khắc lại là cường công dũng khí. Vương tử điện hạ, ta đích xác không nhìn thấy cái này ta ác vampi biết hóa thân con dơi, phi hành, nhưng là hắn da trên người hoàn toàn chính xác thực sự không thể gặp ánh nắng, vừa thấy ánh nắng liền sẽ thối rửa, người xem hắn bộ dáng bây giờ cũng là bởi vì trên đường bị ánh mặt trời soi sáng. Ta dẫn người bắt hắn thời điểm hắn cũng đang uống vào máu, hơn nữa hơn nữa cũng đặc biệt chán ghét tỏi người nghe nói qua Porphyria sao. À, trong coi đội trưởng một mặt trố mắt, cạch porphyrin, porphyria. Richard lặp lại một lần, mặt không thay đổi lên tiếng nói, trong cơ thể con người huyết dịch có rất nhiều bộ phận tạo thành, một phần trong đó gọi là huyết hồng tố. Bình thường mà nói, trong thân thể lợi dụng thiết nguyên tố cùng porphyrin, tại đặc biệt dung môi thôi hóa hạ liền có thể tạo ra huyết hồng tố. Nhưng là một số người bởi vì khuyết thiếu cái này đặc biệt dung môi huyết hồng tố tạo ra sẽ xuất hiện chướng ngại, dẫn đến thể nội porphyrin, loại vật chất này hàm lượng cực cao. Mà porphyrin, loại vật chất này điều chỉnh ống kính phi thường mẫn cảm, trong bóng đêm vô hại, một khi thấy hết, bị ti tử ngoại kích hoạt, liền sẽ chuyển hóa làm một loại thị thịt, độc tố, dẫn đến nhân thể mặt ngoài xuất hiện diện tích lớn chấm đỏ, mụn nước thậm chí thối rửa. Mà khoan miệng cũng sẽ nhận ảnh hưởng, lợi thối rửa, hàm răng bại lộ, từ đó lộ ra răng đặc biệt dài, lại sẽ bởi vì porphyrin trầm tích mà dần dần biến thành màu nâu tím. Đồng thời, bởi vì không cách nào hợp thành huyết hồng tố, không cách nào sinh ra bình thường huyết dịch, porphyria người bệnh sẽ có nghiêm trọng thiếu máu, nhất định phải từ ngoài giới bổ sung huyết dịch mới có thể còn sống. Tĩnh mạch chuyển vận là một biện pháp tốt, nhưng cân nhắc đến trước mắt cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật, bọn hắn căn bản là không có cách thao tác, chỉ có thể lựa chọn một loại khác uống. Quyết hồng sắc sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, có thể chống cự ở các loại tiêu hóa dịch, có thể đi vào hệ tiêu hóa thông qua ruột non hấp thu. Bọn hắn sở dĩ chán ghét tỏi, cũng rất đơn giản, bởi vì tỏi bên trong sẽ có tỏi làm, có mảnh liệt sự sát trùng. Bởi vì bọn hắn thân thể tình huống đặc biệt, dùng ăn tỏi biết dụ phát cũng thêm trọng bọn họ triệu chứng. Kỳ thật ngươi dùng bằng bạc vật phẩm đi đâm bọn họ, bọn hắn đồng dạng sẽ chán ghét, bởi vì ngân cũng có mảnh liệt sự sát trùng. Ngươi phải hiểu được một chút, vampi là vampi, porphyria là porphyria. Có lẽ hai người biểu hiện có chút giống nhau, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn cùng cấp. Ta để cho các ngươi tìm là chân chính giống như vampi, cùng vu sư, pháp thuật vật có liên quan, mà không phải từng cái một bệnh nhân, hiểu không? Làm ngươi đang bắt bọn họ thời điểm, bị không phải chống cự cùng dết chóc, mà là cầu khẩn cùng gào khóc, nên trong lòng có chút đếm A, à, trước đó hai lần là như thế này cái này lần thứ ba vẫn là như vậy, sự kiên nhẫn của ta thật là có hạn, vương tử điện hạ ta, thủ vệ đội trưởng đã trải qua nói không ra lời, nội tâm bị to lớn sợ hãi chiếm cứ. Hắn đã nghe qua vương tử điện hạ rất nhiều lãnh khốc thủ đoạn, nếu như vương tử thực sự nổi giận ri chát nhưng không có tiếp tục cùng thủ vệ đội trưởng dây dưa, cất bước hướng đi địa lao chỗ sâu nhất, lên tiếng nói. Người nói lần này hết thảy bắt bốn cái, người cuối cùng là chân chính vu sư. Tốt a, à vậy để cho ta xem một chút, là thật là giả. Đọc khoa khoa kỹ vu sư chương mới nhất, liền lên đọc sách thần đứng. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.